Mày nè ăn không? Nó nhả nó ngại nó chịu thôi. Ăn nè, ăn đi. Trời ơi, ông trắng rồi, ông đưa tôi. Ôi đừng cười, đứa không, đừng cười nữa, Diễm ơi, tao bỗng mới đừng cười nữa. Nè. Hả? Ừ. Chú không đúc nè. Chú gầy răng. Chú gầy răng. Chú không được con. Chú gầy răng. Mặc đây, mặc đây. Năm rồi nó coi cái đìa luôn rồi. Tới bên thợ làm thấy ghê quá. Hai con bữa nay ăn gì nè? Ăn bánh mì vui quá trời vui. Ăn bánh mì gì? Ăn bánh mì mua. Bánh mì mua. À không biết mua. Ăn bánh mì mua. Chứ mà bánh mì con làm được hả? Ở nhà anh ai con làm mẹ con bán mì phố trên phố á. Ôi ôi. Mẹ con bán mì nhóc luôn á. Mà nè. Con đang ăn bánh mì chấm gì vậy? Đường hả? Đường hả? Biết là đường gì mẹ? Biết đừng cát nè. Ừ, nè, con ăn bánh mì mà chấm đường hả? Là nữa con bị tiểu đường nữa. Trời, không dám đâu. Sao hả? Không dám đâu, con không cho nhiều đường, nhầm nhòi gì. Ừ. Cái luôn mà. Rồi, vô, vậy mà có mời chú Phong ăn không? Ăn bánh mì chú Phong mà. Ừ, chú Phong cảm ơn con nha. Trời. Trời, ổng làm như tôi nắm tay, ổng gì trời. Làm thấy ghê quá. Bác cỡ rồi, chị Phong ơi, bác cỡ ha. Mẹ kìa, con không? Hai người qua clip con mẹ. Có đâu, đâu nói gì đâu. Chị nói vậy mốt cho vậy luôn, thẳng luôn. Nói chú Phòng á, nói chú Phòng bê đê. Trời ơi, trời chú Phòng bê đê kẻ. Bên đây giờ có mấy người, bên đây có người hay người đẹp trai biết. Trời ơi. Bà dễ thương quá. Để xem coi. Giờ đi đâu bà? Bà. Cô Phòng ơi. Mẹ ăn mày. Trời ơi, kêu anh. Nè kỳ quá mẹ ơi. Có chừng, mèo, nghe không? Mày nè ăn không? Nó nhả, nó ngại, nó chịu thôi. Ăn nè, ăn đi. Trời ơi, ông trắng rồi, ông đưa tôi. Ôi, đừng cười, đứa không, đừng cười nữa, Diễm ơi, tao bỗng mới đừng cười nữa. Nè. Hả? Ừ. Chú không đúc nè. Chú gầy răng. Chú gầy răng. Chú không thường con. Chú gầy răng. Mặc đây, mặc đây. Chưa. Năm rồi nó coi mình ra đìa luôn rồi. Cảm ơn ơi. Dạ. Chú Phong ăn rồi. Ủa mẹ ơi. Ủa ba ơi. Bánh mì chấm đường ngon quá. Bánh mì nóng luôn nè. Bánh mì mà mẹ con muốn nhóc. Nè hơn nè chú Phong lợi đút con nè. Thì á. Ha. Trời gian. Dạ. Có Diễm Hương. Ông. Rồi. Rồi hai đứa nó tình quá trời rồi. Mình ra rìa rồi. Chú Phong đi luôn. Ừ. Chú Phong đi luôn. Vâng. Thôi giờ chú Phong đi ha. Dạ con. Thôi mày đi. Ừ, bánh mì ngon quá hả? À, đây nè. Bánh mì ngon lắm á. Bánh mì ngon quá. Cái nào? Cái này nè. Ừ. Đúng á. Ngồi quá trời ngon luôn rồi. Ờ, ăn ngoài gì Diễm Hương. Dạ không đâu. Dạ. Chạy quá mẹ ơi. Đó đúng rồi, hai đứa đó chấm cái tô đó ăn đi. Nhậm nhậm. Đây là một món ăn mà dân giả nha, ngon lắm á. Thường bánh mì chấm đường, bánh mì chấm sữa. Nhậm nhậm nhậm. Để má ăn mì. Ngon. Má ăn mì bà như đậu bà. Tính ra là tí cũng chịu ăn ghê chứ bộ. Ngày một ngày mấy ăn cơm bà không ăn cơm, mấy ăn không hỏi. Đó hả? Anh đi Diễm Hương ơi, em có rồi Diễm Hương ơi. Mất gái à, lắng à. Trời ơi, nó tình. Cô không? Rồi con không biết đút lại Diễm Hương. Con mới đút lại Diễm Hương chứ, Diễm Hương tự giờ đút con mà. Để. Tí. Mất cậu á. Tí. Mất cậu rồi. Con đút Diễm Hương đi. Diễm Hương ơi, tí. À, ăn cái đút cho Diễm Hương. Ừ. Đút đi. Đút đút vô miệng luôn, đút vô miệng luôn. Tao không thấy đường, ổng chơi cắt cớ gì vậy? Ngon Diễm Hương ngon không? Kìa Diễm Hương đút kìa. Ủa nó tình thiệt chứ, trời ơi. Cái này mà. Cái này mà ai đang mà không có người yêu hay thấy cái này chịu không nổi nè.
Bảo là lâu lâu coi mấy ngàn á. Sao? Mấy ngàn chị Mương. Ăn từ từ vô thôi. Ăn từ từ. Này cái miệng quá trời luôn rồi. Rất là vui. Mấy lần nãy luôn cái giờ luôn mà. Đó, bữa nay là mới nãy tí mua nhiêu tiền nha ta? Mua nãy mua đó. Nhiêu tiền? Không à. Mua rồi. 5 ngàn ổ. 5 ngàn ổ. Hai ngàn ổ rồi mẹ. Trời ơi. Trời ơi, cái ổ mày bặn mặt là ổng luôn rồi kìa. Mà. Cảm ơn. Quá. Nó ngàn à. Nó ngàn. À. Thì nuốt vô hả? Nuốt. À. 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 À đi. À. Không sợ sao. Lặn coi nè. Ừ. Hai đứa này nó tự nhiên đó. Cảm ơn. À. Anh là cái mắt nữa. Đây. À, mấy ngàn mà. Sao đâu mang chị hai? Không, chị để cho em ăn đó. Em nào? Em tí, xuống. Rồi, em biết luôn. Rồi. À chị hai. Ăn đi, chị để ăn đi. Rồi thôi, kìa Út ơi. Rồi. Em rồi chặt luôn mỗi lần chị mời. Rồi, chuẩn bị chết queo. Cái bông nó vậy em Út, chạy bông chạy luôn. Vậy hả? Chạy luôn, chạy. Ê hả? Ho tưởng là lật ngang rồi chứ. Gắn cố lên nha mấy cưới vợ, gắn cố lên nha. Mấy cưới vợ đâu vậy? Nè. Ừ. Biết này ai em? Ly hôn không? Nè. Ông hỏi xong trả lời luôn à. Không đâu, nãy nè. Coi ai? Nè, lúc à. Ngồi hoài vậy. Nè, lúc. Em ơi, lúc anh hoài vậy em ơi. À ơi. À. Nè, lúc. Dạ dạ dạ. Alo. Dạ phải. Ai dạ? Ê, bánh này ngon quá tí ơi. Nghe hỏi bánh này chấm đã rồi chứ. Chấm nhà nhà ăn này hủ uống nước mua. Vô. Mẹ mua. Mẹ mua chắc rồi á. Mua. Ăn này hủ uống nước nữa là đã luôn á. Thiếu lắm hả? Anh ơi, chú Phong ăn rồi thôi. Không ăn đủ uống nước á, nó bữa mà tí là cô ấy dẫn cho đi lái. Dạ. Quá trời. Đó giờ không biết chạy xe, bữa nay biết chạy xe rồi đó. Dạ hả? Ủa gãy của bà, gãy của bà nè. Mẹ. Gãy của mẹ gì mẹ? Con nhận mẹ đẹp, có gãy gì biết bao nhiêu bằng trời. Bây giờ con có con mẹ nè, con hỏi mẹ nè. Con phải là gãy của mẹ được không mẹ? Mẹ ơi đi mẹ. Quá trời quá đất, ổng rồi bữa nay. Con lấy Diễm Hương là chồng con rồi đó. Dạ. Dạ con rồi đó, con này, con bây giờ. Đây là mẹ chồng, đây là Diễm Hương. Con muốn cưới vợ thì con muốn cưới vợ Diễm Hương ha, Diễm Hương, anh ông Diễm Hương ha, chịu anh không? Chịu anh tí vậy. Con muốn nữa dạ. Con muốn cưới vợ á, con muốn vợ luôn. Con muốn cưới vợ thì giờ con nữa. Còn phải thay đổi chứ tí. Không nói Diễm ơi. Tí. Lên tóc Út chưa có cột là chưa lú đâu bông ra nó hỏi chứ đâu bông Út cái đâu đâu. Vậy hả? Diễm ơi. Dạ. Ta gặp lên đi để tóc trùng quá vậy Diễm ơi. Này ơn cột đi. Không được đâu con trai mình cột chứ tao cột chết. Mẹ ơi. Có thấy đường để sao mẹ ơi. Cái bông đẹp trai quá đi hả? Rồi ơi câu này tự giờ ăn tiền đó nha. Tự giờ tôi khoái nhất câu này rồi đó. Câu nào? Câu ông khen chú Phong á. Chú Phong dễ thương á. Vô ha. Dạ tí cũng dễ thương nữa ha. Dạ mừng ơi. Tí. Con dễ thương nữa ha. Dạ. Dạ hai chú cháu mình dễ thương phải không? Dạ. Cháu hoài. Vậy là tí dễ thương, chú Phong dễ thương đúng không? Chú Phong dễ thương quá đi ha. Thôi đừng gọi chú Phong, đừng gọi nữa, đau bụng lắm đừng gọi nữa. Rồi tí. Rồi. Nữa. Dạ. Vậy Diễm Hương xấu quá phải không? Diễm Hương đẹp trai mà hay Diễm Hương ha. Chết mẹ Diễm Hương đẹp trai. Mà xấu quá kìa. Chú Bông nói, chú Bông nói cho mày, chị nói đâu, chú Bông nói kìa. Con mới nói kìa. Ăn ả đi cho nè. Không ăn này ăn mất ghiền trời. Ăn ghiền kìa. Lúc đó con ăn hoài, mẹ con mong nhóc ăn hoài vậy. Chừng tiếng hôn nữa, chừng tẩm ha. Chừng tiếng hôn. Ăn luôn rồi, Diễm Hương ơi. Ủa chú để mất cờ, chú đi để mất ngẹn. Ủa đâu có ăn được. Người đó hả? Út ăn ổ, còn ổ để mời. Mời cái người. Mẹ. Lại chơi mấy nhỏ chơi cho anh ăn. Mẹ. Rồi. Mẹ ăn từ từ mẹ. Đúng rồi. Sau này đó là để cho Diễm Hương nó tự ăn lên.
chỗ nào nó quen nè. Cảm ơn. Thì nó ăn thử thôi mà. Cảm ơn. Ăn mấy lần con qua đó thấy đút đó. Hả? Ăn mì đâu không chị, em nấu cho chị mà. Dạ, cho nó lẹ ha, với gọn ha. Dạ, dạ dạ con hiểu rồi. Mẹ nấu cho chị mà mì trong mẹ. Rồi, đâu Diễm Hương kìa. Diễm Hương nó ăn với mày rồi, hồi nãy mì cơm gầu giờ mắm mì nữa nó rồi đó. Nó pin vậy đó. Nó pin rồi, nó pin rồi. Diễm Hương ơi. Nãy thấy con mày con đẹp không mẹ? Đẹp. Trời ơi, ổng nói chuyện mắc mớ gì đó, nằm râu vô vậy trời. Chứ mày con chưa có không cạo. Vậy là chứ mày chú nằm râu không cạo. Mắt con cười luôn. Vậy là của con cạo đẹp hơn của chú nằm râu không? Chú làm dễ thương á. Nhưng mà chân mày cạo đẹp hơn quá. Mày con cạo à? Cứ vậy luôn thôi. Để cho Phong coi coi chân mày cạo của con coi. Nè để nó coi. Điều này. Quay ra coi. Để đấy. Đứa mặt gần coi. Trời ơi con mặt cháu hay đẹp vậy quý vị. Đẹp mà. Trời ơi chân mày cạo của nó đó. Ai cũng hay con đẹp như nhìn nữ gì á. Mà thiệt con cạo không? Con cạo rồi. Biết ai cạo không? Chú ngon cạo cho con á. Ai? Chú ngon cạo cho con á. À chú ngon ha. Chú ngon cạo cho con ha. À, chú ngô. Chú ngô. Ông bố tóc á. À. Trời ơi ông nào cũng ác dữ trời cạo lên chứ mày nhỏ luôn. Cạo luôn hay gì mà. Nó bảo chú ngon cạo cho con mẹ ơi. Ừ thấy nó lúng lúng vậy nè. Đẹp em. Kêu đòi cạo quá. Cạo á. Con không lấy đâu lấy tiền. Mẹ con trả luôn rồi, mẹ trả tiền luôn rồi. Mà tại sao con mới kêu cạo chứ mày. Con cạo. Cạo cho đẹp mà nó để ra. À, vậy là cạo cho nó tiếp với cái răng phải không? Cạo đây cho đẹp để nó ra, để ra nơi đẹp cho mày đẹp. À, hiểu rồi. À, anh thôi nó không về chỉ mơ ăn. Cái thời trang này cho có một tí nó mới dám làm thôi em chứ không ai dám chứ. Đây. Quay phim chưa? Về rồi. Ăn hết chưa? Uống hết chưa? Chưa. Hả? Anh à, mình đi không nhờ bé ơi. Bé ngon. Ngon. Rồi quá. Nói ít quá trời mà. Ừ. Mày mau vô áo thì chỉ mơ. Nè. Hả? Uống nước nè, uống nước nè con. Uống nước cho khỏe. Uống nước cho khỏe. Trời ơi, không đen. Nè, nước nè, uống nước đi cho khỏe. Còn cái con này thì thấy xe chạy theo mà đường độ tây ga không. Dạ. Dạ mọi người. Ê ê, đút Diễm Hương kìa. Ăn mày mà ăn đây à? Thôi. Ăn mày không thấy hả? Thấy. Trả lời cái này khôn. Ăn mày. Bữa nay tí thấy. Quá khôn à. Cái này cứ như mình nói một là trả lời một á, chứ không phải giỡn đâu nha. Diễm Hương. Anh ơi coi chừng nhẹ nhẹ, coi chừng nó ngẹn bây giờ nè, chú Mương ơi. Thế Út á thì cũng thay đổi nhưng mà thay đổi từ từ, ít. Còn anh này là quá trời à. Anh nào? Hồi nãy em lên nhớ thôi chứ. Anh tí quá trời, anh tí rồi. Quá trời rồi. Ừ. Bữa nay chú Mương giờ mặt đẹp nè. Ừ, hổng dài có thức thuốc không vậy? Ủa, thức thuốc này đẹp lắm rồi. Không, đúng rồi, mình uống ngủ người ta. Thấy mệt em ha, bữa nay chắc chắn luôn á. Vậy không mấy cho chú Hồng miếng rồi. Chú Hồng thức rồi. Hả kem hả? Ừ. Thức hơn. Thức, nha. Dạ. Ừ. Không mà thuốc của cái chị bên Mỹ cho đó. Những thức bữa nay cái mặt lắng cón mà đẹp luôn nè. Bữa hỏi mày cái này nè, tao nói là hết trơn luôn, lúng ở đơn luôn nè. Cái mặt mà tao bắt nó dẫm gõ. Chú Mương đẹp không? Chú Mương quay đây cho chị coi đẹp với Dương nha. Ai giúp cho em ơi, chị Mương hả? Hả? Ai giúp cho chị, ai giúp cho em Dương Mương đẹp với thằng Dương Mương. Nè, con thấy Dương Mương đẹp không nè tí? Công nhân đẹp dễ thương á. Đẹp không? Dễ thương á, đẹp dễ thương á. Người mặt đẹp rồi sao? Dễ thương mà. Vậy lúc mà... Ê, tí. Rồi ra nữa. Tí. Lúc mà Diễm Hương đang đẹp nhất á, thì con muốn làm cái gì? Ừ. Hả? Con chị yêu Diễm Hương tụi suốt đời luôn. Ờ, suốt đời đúng không? Diễm Hương rồi. Nói còn ở nữa. Diễm Hương hả? Dạ. Bây giờ qua nhà chị cho Diễm Hương hả? Chơi. Này đây chị thương nhiều. Ờ ngủ đi à. Chết bà đại bà đại. Chết mày chưa. Bà đại. Ờ ngủ đi à. Đi đâu? Qua nhà ai? Súng rồi. Trời nó bên đó nhìn mình nhìn đi cái đầu quá. Rắn nè. Ôi trời trời nó chơi giận nè, giận trời giận trời. Mẹ chị khó lắm đừng mua bệnh, mẹ chị khó lắm đừng mua bệnh. Mẹ chị khó lắm đừng mua bệnh. Đó, mẹ chị khó lắm đừng mua. Mất cỡi à. Mất cỡi à. Thôi đừng giận chơi đó Diễm Hương à. Qua hành động cư xử lời nói là thấy Út cũng thay đổi nhiều cho nó ít. Mong quá Diễm Hương ơi. Mong rằng sẽ thay đổi rất nhiều để cho mẹ bà đỡ khổ. Ai, bây giờ hai con trai nè, với ai hai mẹ ai con trai là còn con trai đó ai nữa không? Anh hai còn thầy em, thầy anh. Nói bên nó. Nè em nè, ông Út nè, em luôn. À con là Út mót phải không?
Ừ, đó. Gắn à. Đó, mới nói không chịu BD giờ ổng làm dễ dãy nữa rồi. Bây giờ nay bây giờ coi là này này coi này em với anh. Ừ. Anh kia đi mua mít rồi. Ừ. Lúc về. Bằng nông đi hai đứa mình yêu rồi bé ơi. Rồi nè, con ăn xong chưa? Xong rồi. Hả? Xong rồi. Con trả lời với chú Phong sao? Ăn xong rồi. Con trả lời sao? Yêu quá, yêu yêu bằng. Du duyên dễ sợ. Ăn xong rồi mà. Dạ con ăn xong rồi chú Phong ơi. Chú ăn rồi chú Phong ơi. Ừ. Buồn quá chú Phong ơi, buồn quá. Bây giờ bà dạy rồi, cô tè có chồng hay gì mà. Thôi bây giờ nè, con mấy ba khán giả đi, mình ăn xong rồi mình bái ba khán giả nữa con. Khán giả đi đâu? Nè mình bái bai đi. Bai đi. Ừ. Đi đâu, biết đi đâu không? Đi đâu? Đâu có đi đâu đâu, à đi. Chờ luôn. À con mấy bài xong đi con vô ngủ. Vậy rồi, đợi chơi không có đâu. Đi chơi. Nói chơi á, không có hay gì mà. Đi đồng chơi, quay đồng thoại á. Bằng lòng đi em ơi, gì của hai đứa mình đi rồi bé ơi. Để chương trình đều của ta. Con nè thấy không? Thôi. Con sao giờ mà đây tốt với đằng ba. Con ra vậy. Ủa chuyện của chú ra ngoài. Hả? Thì nào không đeo. Di chuyện hả? Ừ. Chú Phong đâu có di chuyện đâu. Có mấy di chuyện mà. Đâu có. Có mà. Không. Có Phật, Phật cha đi Phật đeo di chuyện con á. Dạ không có con ơi. Đó mấy nhà con của trong chùa, trong nhà Phật cho là cái cha đi Phật cho mẹ. Đeo thôi Phong cũng kết thúc clip nha quý vị. Thì tí xúc Út Khờ ăn bánh mì á, vui lắm. Trời đeo mẹ nó quá trời luôn nè. Không ăn có nữa, ổ mà không nói muốn hết. Mẹ bánh. Giờ là bánh mì không còn trong bụng của anh nữa đâu. Đeo vô đi. Quá trời, không dùng pin quá trời, không dùng pin luôn rồi. Đeo. Rồi hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Phong nhé. Rồi Phong xin chào. Mẹ nghe nói như mẹ.